Trong khuôn khổ khóa họp thường kỳ lần thứ 57, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua kết quả giả soát định kỳ phổ quát UPR đối với Việt Nam. Tại khóa họp, đại diện Phái đoàn Việt Nam khẳng định cam kết và chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người khi Việt Nam quyết định chấp thuận 271 trên 320 khuyến nghị các nước đưa ra tại phiên đối thoại trước đó, đạt tỷ lệ gần 85%, cao nhất trong 4 chu kỳ. Trên thực tế, Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực trong đảm bảo quyền con người, đặc biệt là hỗ trợ người yếu thế và tổ chức đặc giá cho các phạm nhân, đi cùng với công tác tạo điều kiện cho nhóm đối tượng này hòa nhập với cộng đồng, đóng góp tốt hơn cho xã hội. Đại diện các nước và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ ghi nhận những tiến bộ mọi mặt ở Việt Nam về hoàn thiện thể chế, pháp luật về quyền con người, phát triển kinh tế xã hội, đổi mới sáng tạo, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và quyền của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.